các anh em thợ điện, các anh em kỹ thuật viên điện ô tô. Ngày nay thì chúng ta sửa chữa các dòng xe đời mới, cái việc mà chúng ta buộc phải sử dụng các cái sơ đồ mạch điện hỗ trợ trong việc mà sửa chữa các cái ban mạch ở trên xe thực tế là cái công việc thường ngày, và chúng ta buộc phải sử dụng những cái sơ đồ mạch điện đó để cho công việc nó hiệu quả hơn. Thì cái việc sử dụng nó như thế nào, phân tích sơ đồ mạch điện ứng dụng vào công việc thực tế làm sao cho nó hiệu quả thì không phải ai chúng ta cũng đã sử dụng tốt. Và trong cái video lần này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em cái cách mà chúng ta phân tích, chúng ta đọc và phân tích cái sơ đồ mạch điện và ứng dụng vào trong công việc thực tế như thế nào cho hiệu quả. Xin mời. Sẽ sử dụng cái phần mềm, cái file PowerPoint để ví dụ để minh họa cho anh em dễ hiểu nha. Trong cái video lần này thì chúng ta sẽ chia sẻ với anh em về cái sử dụng hiệu quả cái sơ đồ mạch điện trong công việc sửa chữa điện ô tô. Chúng ta đọc và phân tích sơ đồ mạch điện này. Đây là một cái sơ đồ mạch điện. Chúng ta thấy rằng là trong quá trình làm việc là chúng ta sẽ phải buộc phải sử dụng tốt những cái sơ đồ mạch điện ở dạng như thế này. Đây, cái nội dung ở cái video lần này thì là có 3 phần. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ đọc hiểu ý nghĩa của các cái chi tiết, các cái bộ phận trong sơ đồ mạch điện. Cái phần thứ hai chúng ta sẽ phân tích cái dòng điện chạy trong cái mạch điện đó. Và phần thứ ba chúng ta nhận biết được vị trí của các chi tiết trong sơ đồ mạch điện ở trên xe. Phần thứ ba này thì là cái phần rất là tốt, nhưng mà tuy nhiên một số cái tài liệu mạch điện ở dạng giấy, ở dạng file PDF, ở một số dòng xe là nó không có cho anh em mình cái phần thứ ba, thì chúng ta buộc sử dụng hai cái phần đầu tiên này cũng đã là rất là tốt rồi. Cái phần đầu tiên là đọc hiểu ý nghĩa của các chi tiết, các bộ phận trong sơ đồ mạch. Trong cái phần này thì nó gồm có 6 bước, 6 phần chúng ta cần phải đọc hiểu cái sơ đồ mạch điện. Phần đầu tiên đó là hiểu ý nghĩa của các cái biểu tượng ở trong sơ đồ mạch điện. Đây là một số các biểu tượng ở trên màn hình. Tôi ví dụ ra cho các anh em. Đây là biểu tượng của ắc quy, biểu tượng của tụ điện, biểu tượng của điểm bắt mát, của các diode, của cầu chì, của công tắc khóa điện, bộ chế điện, bộ bi đánh lửa, vân vân. Một số biểu tượng như relay 4 chân, 5 chân, các điểm giao nhau không nối, điểm giao nhau nối dây. Đây là một số những cái biểu tượng thường thấy ở trong sơ đồ mạch điện. Ngoài ra nó còn rất nhiều các cái biểu tượng khác. Tuy nhiên đây là những cái biểu tượng chúng ta thường gặp nhất, và một số những biểu tượng người ta không ký hiệu ở trên đó cho chúng ta, mà chúng ta buộc phải nhớ cái biểu tượng của nó. Đây là các cái biểu tượng chúng ta thường thấy này. Ví dụ như là đây, biểu tượng này là biểu tượng của bình ắc quy này. Biểu tượng của bình ắc quy. Biểu tượng này là những biểu tượng của những điểm bắt mát này. Đây là những cái điểm bắt mát. Người ta không hề ký hiệu cho chúng ta đây là điểm bắt mát, nhưng chúng ta phải hiểu được. Đây là những biểu tượng của cầu chì. Chúng ta cứ thấy bao nhiêu ampe này là những cái biểu tượng của cầu chì ở trên xe. Dạ, đây là biểu tượng của những con relay. Đây là loại relay 4 chân. Đây là biểu tượng của bóng đèn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là biểu tượng này nó có chú thích cho anh em chúng ta ở đây, có tên bằng tiếng Anh ở đây. Cho nên chúng ta có thể là không nhớ biểu tượng này, nhưng chúng ta đọc tên này chúng ta cũng có thể biết được. Hay là một số đây là cái biểu tượng, là biểu tượng rắc nối. Đây là điểm giao nhau và nó có nối. Chúng ta thấy cái điểm nối của nó. Đấy là cái biểu tượng, là một số cái biểu tượng ở trên sơ đồ mạch điện. Cái thứ hai là chúng ta sau khi ngoài cái biểu tượng ký hiệu trong sơ đồ mạch điện ra, thì chúng ta cần phải hiểu được các ký hiệu, các thuật ngữ viết tắt ở trong sơ đồ mạch điện. Ở trong sơ đồ mạch điện thì một số cái phần, một số chỗ người ta sẽ viết tắt cho chúng ta ở cái dạng các cái chữ cái đầu của từ thôi. Ví dụ ABS này là hệ thống phanh chống bó cứng, AC, AC, CRS. Đây là một số những cái từ viết tắt ở trong sơ đồ mạch điện, và chúng ta phải nhớ được, chúng ta phải học. Vì ở trong đấy nó không chú thích đâu. Đây là bây giờ bên này nó có một số cái từ viết tắt đây. Đó, và chúng ta để hiểu được ý nghĩa của nó thì chúng ta có thể vào cái phần abbreviation của mỗi cái tài liệu sơ đồ mạch điện, của mỗi cái tài liệu phần mềm ở trong các cái phần mềm tra cứu của mỗi hãng, nó đều có diễn giải cho chúng ta cái phần viết tắt. Như đây là cái phần viết tắt của xe Hyundai này. Chúng ta thấy rằng là nó có ký hiệu, nó có diễn giải cho anh em chúng ta là viết tắt của từ gì, và chúng ta buộc chúng ta phải học những cái từ này để chúng ta khi mà đọc những cái tài liệu đó thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ hiểu được. Hoặc là nếu như một số những cái từ anh em không biết, một số từ anh em chúng ta chưa học được, thì chúng ta có thể tra cái từ đó trên Google, nó có thể ra cho anh em chúng ta. Đây là một số cái phần viết tắt đây anh em chúng ta thấy. SRS này là hệ thống túi khí này. Đây là túi khí bên phụ này. Đây là cầu chì, hộp cầu chì instrument panel, là hộp cầu chì ở trong xe này. Đây là hộp BCM, hộp body, hộp điều khiển body. Một số cái từ viết tắt như thế này nó không diễn giải ở trong này đâu anh em ạ. Chúng ta buộc chúng ta phải học hiểu những cái từ đó để chúng ta hiểu sơ đồ mạch điện. Đến cái phần thứ ba là chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa tên của các bộ phận bằng tiếng Anh hoặc là bằng ký hiệu.
một số các cái bộ phận nó không bằng tiếng Anh, tiếng Anh đâu mà nó bằng ký hiệu ở trong một số cái phần mềm ở dòng xe Mercedes chẳng hạn. Đây là các cái từ tiếng Anh, tên ý nghĩa của nó bằng tiếng Anh, nó ghi bằng tiếng Anh ở trong cái sơ đồ mạch điện. Vậy thì chúng ta buộc chúng ta phải học các cái ý nghĩa này, chúng ta phải hiểu các cái ý nghĩa của các cái tên gọi của các bộ phận này. Đây đó, đây là một số cái tên gọi bằng tiếng Anh trong các cái tài liệu, trong các cái sơ đồ mạch điện. Đây ví dụ đây là túi khí ở bên tài này, túi khí bên phụ, túi khí đằng trước bên phụ. Đây là túi khí bên tài này, đây là cáp túi khí này, cáp vô lăng, cáp túi khí vô lăng này. Đây là cái cụm dây đai an toàn ở bên phụ này, cụm dây đai an toàn bên tài này. Chúng ta phải học những cái từ tiếng Anh này đó, để chúng ta đọc hiểu sơ đồ mạch điện. Đây, một số cái sơ đồ mạch điện thì người ta lại không có ký hiệu bằng tiếng Anh, mà người ta ký hiệu bằng các cái mã, các cái ký hiệu, các tên gọi bộ phận người ta ký hiệu bằng các cái mã đây. Ví dụ như là N3-10, G3-6, G3-5. Đây, ví dụ chúng ta nhìn thấy đây. Đấy, thì chúng ta phải hiểu được những cái này. Đây là tôi lấy cho anh em ví dụ là cái sơ đồ mạch điện của Mercedes. Thì nếu như anh em chúng ta sử dụng cái phần mềm Starfinder ấy, phần mềm trên hãng Mercedes, thì chúng ta chỉ cần dê chuột vào những cái điểm này, thì ở phía dưới này nó sẽ hiển thị cho chúng ta tên gọi của bộ phận đấy là cái gì. Chúng ta chỉ cần dê chuột vào đây nó hiển thị ra cái tên gọi cho anh em chúng ta. Ở trong video này thì tôi sẽ không ví dụ cho anh em được, bởi vì nó sẽ rất là dài. Cái thứ tư là chúng ta cần phải hiểu được ký hiệu của màu dây dẫn. Một số cái tài liệu, ví dụ anh em chúng ta thấy vừa rồi đây này, nó có cái màu dây, nhưng mà một số tài liệu là nó hoàn đen trắng hết, hoặc là tài liệu anh em in ra giấy, một số tài liệu nó đen trắng hết, thì chúng ta buộc phải hiểu cái ký hiệu màu dây. Ví dụ R, nó ký hiệu R là ký hiệu của từ red, màu đỏ. O là orange, màu cam. Y là chữ viết tắt của yellow, màu cam. P là viết tắt từ pink, màu hồng. Y là màu trắng. Gr là gray, màu xám. V là viết tắt của từ violet, màu tím. T là tan, màu nâu vàng này. Hay màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, màu đen, màu đỏ tía. Đây một số những cái màu mà tôi ví dụ cho anh em, tôi đưa ra cho anh em thấy đây. Tuy nhiên một số những hãng là người ta ký hiệu khác đấy nha, anh em phải đọc, phải tham khảo cái tài liệu của, nếu mà cái hãng đấy nó khác thì chúng ta nên tham khảo thêm cái phần tài liệu của hãng đó. Đó, bởi vì là trên xe của chúng ta rất nhiều dây khác nhau, cho nên là các cái màu này nó sẽ không thể đủ được, cho nên người ta sẽ trộn các cái màu lại với nhau, thì nó sẽ có ký hiệu là R gạch chéo V kép là đỏ sọc trắng chẳng hạn, hay là R gạch kéo chéo O là đỏ sọc cam. Đó, nó ký hiệu bằng cái dấu gạch này, dấu gạch chéo này, hoặc là dấu gạch ngang. Đó, nó là sọc đấy. Ví dụ như là R sẹc BR đây là màu dây cơ bản, đó là màu đỏ, R là màu đỏ, và BR này là màu nâu, là đỏ sọc nâu. Đó, đây là ký hiệu của các cái màu dây đây. Như cái sơ đồ này là cái màu nó hiển thị luôn trên dây dẫn, nó hiển thị màu rồi. Nhưng mà một số tài liệu anh em chúng ta in ra nó đen trắng hết, hoặc là một số tài liệu người ta không vẽ màu, người ta chỉ có đen trắng thôi, thì chúng ta buộc phải hiểu các cái ký hiệu này để chúng ta hiểu được cái màu dây dẫn ở trên xe anh em nhé. Đây là màu dây dẫn. Một số hãng xe ví dụ như Hyundai này, nó còn ghi cho anh em màu dây dẫn là R màu đỏ, và nó ghi luôn kích thước dây 20. Đây là dây này, dây rất lớn, từ ắc quy ra đến cầu chì này, dây đến rơ-le đề này, là cái dây này là dây rất lớn này. Đó, đây chúng ta nhìn thấy cái dây rất là lớn đi ra đến tận rơ-le đề, dây nó ghi kích thước luôn 20 mm. Đây là dây 2.0 rơ-le đề 22. Đây là dây rất lớn, dây là dây rất lớn 2.0 từ rơ-le đề đi xuống còn cuộn dây hút của cái máy đề. Màu đỏ, đây cũng thế, là màu trắng sọc cam, white sọc orange, màu cam. Dây này có 0.5 mm thôi, dây này rất nhỏ, dây này là 0.5 mm. Màu L này là ký hiệu của blue, là dây màu xanh nhẹ này. Hay là đây này, 0.3 là V kép là ký hiệu dây 0.3 mm, và dây màu trắng đây là dây 3 mm, và dây này là dây màu green, màu xanh lá cây. Đó, chúng ta đọc, chúng ta hiểu các cái ký hiệu màu dây và các cái kích thước dây. Đây là màu dây của Mercedes. Chúng ta thấy rằng là màu dây của Hyundai như vậy, màu dây của Toyota như vậy, nhưng sang đến màu dây của Mercedes thì chúng ta thấy lại có ký hiệu khác đi. Đó,
Ví dụ chúng ta thấy là cái khu vực này là cái khu vực màu dây của xe Mercedes ký hiệu này. Dây này dây kích thước 1.5mm này, dây này dây màu xanh. Nó không phải là BL nữa hay là L nữa mà nó ký hiệu là BU. Nó ký hiệu khác đi một chút thì chúng ta phải tham khảo thêm cái tài liệu của cái hãng khác nhau. Đây, yellow. Nó không có sẹp nữa, nhưng đây là đây rõ ràng là dây dây màu 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 cam sọc xanh mà nó không có cái lỗ sẹp ở giữa. Đây chúng ta thấy yellow, sẹp blue. Đây là dùng white màu trắng, đây là black màu đen, đây là brown màu nâu. Nó không phải là ký hiệu BR nữa mà nó là BN anh em ạ. Đấy, cho nên là mỗi hãng nó ký hiệu nó khác nhau. R red màu đỏ, đây là dây ký hiệu dây màu dây. Đó, vậy thì chúng ta tham khảo thêm các cái hãng khác nhau để chúng ta hiểu sâu hơn nhá. Và tài liệu mỗi hãng nó sẽ có một sự thay đổi đi một chút. Đấy là sang phần thứ tư. Phần thứ tư là chúng ta cần phải hiểu được các cái màu dây ở trên sơ đồ mạch điện. Đến phần thứ năm là chúng ta phải hiểu được các cái mã nối, mã rắc nối và thứ tự chân ở trong rắc nối, ý nghĩa của các cái rắc nối. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng là cái công tắc tổ hợp đây này, nó ký hiệu mã rắc nối là C8 và tên gọi của bộ phận đó là công tắc tổ hợp. Tiếp theo đây này, chúng ta nhìn thấy này, thứ tự chân ở trong rắc nối này, chân này nó là chân số 10, chân này chân số 9, chân này chân số 11 ở trong cái rắc nối C8 đó. Chúng ta phải hiểu nó. Đây, ví dụ chúng ta thấy rằng là ý nghĩa của cái rắc nối và để thứ tự chân trong rắc nối, đây là rắc 1A, rắc 1A này, chân số 2, chân số 3, chân số 4, chân số 1. Vậy thì rắc 1A ở trên xe nó là cái rắc này. Nó là cái rắc này này anh em ạ. Và thứ tự chân là 1 2 3 4 5 6 7 8 đây. Đó, người ta ký hiệu cho anh em thấy. Và tương tự như vậy cái rắc 1B. Rắc 1B đây này. Rắc 1B chân số 1 2 3 4 đây. Và chúng ta thấy rằng là ở đây là cái rắc 1B hình dạng trên xe nó như thế này. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8. Mà chúng ta thấy. Và trong cái phần rắc nối thì chúng ta có một cái phần rất quan trọng, đó là cái phần rắc đực và rắc cái. Anh em thấy rằng là khi chúng ta rút cầm một cái rắc này, chúng ta rút ra thì nó có hai nửa, nó thành hai nửa và một nửa rắc này là rắc đực. Nó đực là thằng nó cắm vào cái rắc cái này, là cái rắc cái. Đây là phần này là phần rắc cái. Vậy thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của rắc đực và rắc cái này. Vậy thì khi chúng ta rút ra thì chúng ta biết được là hai đầu đấy, đầu một đầu đực nó sẽ về đâu, một đầu cái nó sẽ về đâu, thì chúng ta đo nó chính xác. Đây là cái ý nghĩa của rắc đực rắc cái. Ví dụ đây là cái rắc BB1, đây là rắc BB1, hai dây này sẽ chung một rắc này. Và chân này là chân số 10 của rắc BB1, chân này là chân số 11 của rắc BB1. Đó, chúng ta thấy này, ý nghĩa của phần rắc đực và rắc cái. Đầu đực là đầu cắm vào đây. Phần dưới này là phần đầu đực đây. Phần trên này là phần đầu cái, rắc cái. Anh em nhé. Đây, đó, đây là hai cái thằng này là rắc chung rắc BA1. BA1 như chân số 10 và chân số 11. Thằng này là hai cái này là chung một rắc BB1. Đây. Đây là cái rắc EM11 đây, chân này là chân số 7, chân này là chân số 8. Đây là cái rắc ký hiệu mã rắc là M15A, chân này chân số 4. Tương tự, đây là rắc EM11 chân số 9. Hay là đây là cái rắc UHD là chân 24, 26, 27, 25 đây. Là các cái chân mã số chân đấy, thứ tự chân trong rắc nối đấy. Đây là cái rắc này là cái rắc nó ký hiệu là cái rắc M20. Rắc M20 đây này. Đó, và các chân rắc nó có ký hiệu đây anh em thấy chưa? Chân số 8 hay là 2 hay 8 đây, 11 hay 17 đây, 15 hay 14 đây. Vậy thì đây là rắc M20, nhưng mà thấy rồi, ở dạng hàng dưới này là rắc M20. Với cái xe lái bên phải thì là chân này chân số 8, chân này chân số 17, chân số 14. Còn nếu như cái xe này là hệ thống lái bên trái LHD này thì chân này nó là chân số 2, chân này là chân số 11 và chân này là chân số 15. Chúng ta hiểu, chúng ta đọc, chúng ta nhìn, chúng ta hiểu nhá. Rồi, đây là cái rắc UHD này, chân 31, chân 24. Và đây này anh em thấy này, nó sẽ nằm chân 31 đâu. 31 chúng ta sẽ thấy đây. Chân số 31 đây. Và chân số 24 đây. Nó nằm ở trong cái chân đó. Nha. Đây. Các cái rắc nối, ký hiệu rắc nối của dòng xe Mercedes thì nó lại nhìn cũng khá là dễ. Anh em nhìn thấy đây là các cái rắc nối đây. Các cái rắc nối X25-4, X11-4 và chân số 7. Các cái thứ tự chân đây. X25-9 thứ tự chân đây. Chân 1, chân 2 trong rắc đó. Đó, X1, 1, 2, 3, 4 thứ tự chân trong rắc nối đây. Đó, hay là chân trong cái cụm 3, B37 đây. Các cái thứ tự chân trong rắc nối người ta quy định rất rõ. Đây.
và chúng ta có thể lấy được các cái hình ảnh của các rắc nối ra. Thì trong cái video này tôi không hướng dẫn anh em lấy nó ra như thế nào. Và trong cái phần hướng dẫn sử dụng các cái phần mềm tra cứu thì chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em lấy cái rắc nó ra. Đây, sang đến phần thứ 6. Phần thứ 6 là chúng ta phải hiểu các cái chú thích trong sơ đồ mạch điện. Ở trong cái sơ đồ mạch điện thì nó gồm có một số cái chú thích, ví dụ như đây này, các cái sao 1, sao 2, sao 3, sao 4. Nó là cái gì? Thì ở trong một cái góc của sơ đồ mạch điện nó đều có ký hiệu đây này. Đây này, anh em thấy rằng là các cái chú thích đây này. Nó có chú thích, ví dụ thao sao 1 là có hệ thống chống trộm thì nó đi theo cái đường này. Cái mạch điện nó đi theo đường này. Sao 2 là cái xe đấy không có hệ thống chống trộm thì nó đi thẳng từ trên này xuống luôn, nó không qua cái rắc nối này nữa. Sao 3 ví dụ là xe này là có cái công tắc tổ hợp ở trên cái vành vô lăng, vành tay lái ấy, có cái công tắc tổ hợp. Còn xe 4 là xe này quýt dao là không có cái bộ công tắc tổ hợp ở trên vành tay lái thì nó đi theo cái đường này. Còn nếu mà có thì nó đi theo cái đường này. Anh em nhá, một số cái chú thích này. Đây, ví dụ anh em thấy nó rõ ràng hơn này. Ví dụ như các cái chú thích, đây là động cơ, ví dụ như vẫn là cùng cái sơ đồ mạch điện đó, nhưng động cơ 3.3 lít thì nó đi theo cái đường này. Còn đây là dành cho động cơ 2.7 lít thì nó sẽ đi từ đây, nó đi vào cái đường này. Đó. Đây là xe này là xe có hệ thống cân bằng điện tử ESP, còn xe này là xe không có hệ thống cân bằng điện tử. Nếu xe 2.7 lít mà không có hệ thống cân bằng điện tử thì mạch điện nó đi theo đường này. Đó. Nếu xe 2.7 lít mà có hệ thống cân bằng điện tử thì mạch điện nó đi theo đường này xuống, anh em nhé. Hay là một số cái ký hiệu về nguồn điện, ví dụ nguồn hot, in, on, or star là cái nguồn điện có dương lửa cấp đến. Anh em gọi là lửa đấy. Dương nó cấp đến khi mà chúng ta bật khóa điện on hoặc là chúng ta đề máy. Hoặc là khi chúng ta bật khóa điện, khi là con relay, main relay. Relay, con relay điều khiển động cơ này này. Main relay nó đóng thì nó cấp nguồn điện on. Hay là đây là hot on at time là cái nguồn điện luôn luôn có, là anh em hay gọi là lửa thường trực đấy. Luôn luôn nó có, tắt khóa điện thì nó vẫn có. Đây, một số ký hiệu. Đây là lái bên trái này. Right head, lái bên phải này. Đây là MT là ký hiệu của nếu mà xe số sàn thì nó đi theo đường này. Còn nếu mà AT là xe số tự động. Đây một số cái ký hiệu này chúng ta phải nhớ. Một số cái ký hiệu này. Đấy là 6 cái bước, 6 cái phần ở trong cái bước phần đầu tiên là chúng ta cần phải đọc hiểu các cái ký hiệu trong sơ đồ mạch điện. Sang cái phần thứ hai, khi mà chúng ta hiểu các cái ký hiệu, hiểu các cái ý nghĩa các biểu tượng rồi, hiểu được ý nghĩa màu dây rồi, hiểu ý nghĩa rắc nối rồi, mà hiểu ý nghĩa số thứ tự chân trong rắc nối rồi, hay là chúng ta hiểu về các cái chú thích trong sơ đồ mạch điện rồi, thì chúng ta chuyển các cái phần thứ hai, đó là chúng ta phải phân tích cái dòng điện chạy trong cái sơ đồ mạch đó như thế nào. Đó, dòng điện chạy trong sơ đồ mạch đó thì đây chúng ta thấy rằng là chúng ta luôn luôn tuân theo một cái quy ước, đó là chiều dòng điện quy ước, là dòng điện chạy từ dương về âm. Nó sẽ chạy từ dương này về đến điểm âm, về dương này qua các thiết bị điều khiển, qua các cơ cấu chấp hành, qua các thiết bị tiêu thụ điện, nó sẽ tự chạy từ dương về âm. Và một mạch điện thì luôn luôn phải có nguồn âm, dương, các tín hiệu đầu vào, các thiết bị điều khiển và các cơ cấu chấp hành. Nguồn điện ở trên ô tô thì thường có một số loại nguồn sau này. Nguồn hot on at time là cái nguồn, hoặc là B cộng đấy, là cái nguồn là dương lửa trực tiếp từ bình ắc quy. Chúng ta tắt qua điện đi nó vẫn có. Nguồn này là cấp cho các hộp điều khiển để nó duy trì cái bộ nhớ của hộp điều khiển này. Nguồn ACC là nguồn cho các thiết bị giải trí, cho radio này, cho cassette ấy. Rồi, nguồn thứ ba là nguồn chúng ta bật on khóa điện lên. IG on hoặc hot in on là nó sẽ có cái khi chúng ta bật on chìa khóa nó sẽ cấp điện cho các thiết bị. Và cái nguồn này khi mà đề máy là nó sẽ bị mất điện đi để cho nó tập trung điện cho cái máy đề. Thứ tư là nguồn cung cấp cho các thiết bị, cho các hệ thống như là động cơ, hộp số ấy. Khi chúng ta đề máy thì chúng nó vẫn, khi on chìa lên nó có, và khi chúng ta đề máy nó vẫn có điện, nó không bị mất. Và cái nguồn tiếp theo là cái nguồn, một số cái nguồn VC, một số cái nguồn được cấp cho các cảm biến, nó được hạ xuống điện áp, có thể là 3.3V, có thể là 5V, có thể là 8V, là cái nguồn VC. Đó, sau khi chúng ta thấy rằng là chúng ta phân tích được các cái nguồn điện rồi thì tuân theo chiều dòng điện quy ước, chúng ta nhìn thấy rằng là trong một cái mạch điện nó luôn luôn chạy từ dương ắc quy qua các cái công tắc, qua các cái thiết bị điều khiển đấy, cơ cấu điều khiển, rồi qua các cái thiết bị tiêu thụ điện, đây là trong trường hợp này là cuộn dây của relay, rồi ra mát, nó luôn luôn chạy từ dương về mát. Ví dụ trong trường hợp này là công tắc đóng xuống thì có dòng điện chạy từ dương ắc quy qua relay, qua cuộn dây relay và về mát, làm cho relay này đóng lại thì có cuộn dây có dòng điện từ dương ắc quy chạy qua tiếp điểm của relay đó. Và chúng ta cứ phân tích tìm đến cái đường nó ra mát,
nó qua công tắc này. Khi nếu ở đây bật sang đó rồi về mát, thì chúng ta cứ luôn luôn hướng và nhìn phân tích cái dòng điện, nó luôn luôn chạy theo chiều dòng điện quy ước, đó là từ dương về âm. Đó, chúng ta thấy nhỉ. Ở trong sơ đồ mạch điện thì nó có các cái cơ cấu điều khiển là các công tắc, các cái relay hay là các cái ECU này, hoặc và các cơ cấu chấp hành ví dụ như các motor điện này, còi này, bóng đèn này, các cái solenoid vân vân. Đây tôi lấy ví dụ anh em chúng ta, sau khi chúng ta phân tích được các cái nguồn điện rồi, chúng ta phân tích cái chiều dòng điện quy ước, hiểu cái chiều dòng điện quy ước rồi, thì chúng ta cần phải hiểu sự vận hành của các cơ cấu điều khiển ở trong mạch điện, ở các cái chế độ khác nhau, và phân tích dòng điện chạy tại cái trong các chế độ đó. Ví dụ đây tôi lấy ví dụ cho anh em là một cái sơ đồ mạch điện của hệ thống đèn pha cốt. Đây là khi không bật, và khi chúng ta bật nấc hét và chúng ta bật nấc đèn lâu là đèn cốt, thì có dòng điện khi bật nấc hét thì có dòng điện, chúng ta thấy công tắc nó đóng lại như thế này, thì có dòng điện từ dương ắc quy qua cuộn dây của relay đèn pha đi qua nấc hét rồi đi ra mát. Lúc này cái tiếp điểm đóng lại và có dòng điện từ dương ắc quy qua tiếp điểm của cuộn dây qua tiếp điểm của relay và đi cấp cho bóng đèn về đến công tắc đèn lâu, vì lúc này chúng ta đang bật ở lâu mà, đang để ở chế độ đèn cốt và ra mát. Tương tự vẫn có dòng điện chạy qua tiếp điểm của relay, chạy qua bóng đèn lâu, bóng đèn cốt ấy, chạy qua công tắc đèn cốt và ra mát. Như vậy chúng ta phải hiểu được là phân tích dòng điện chạy trong mạch tại các chế độ điều khiển khác nhau. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu được sự vận hành của các cơ cấu điều khiển. Khi bật lâu thì dòng điện nó đóng, công tắc đóng như thế nào? Khi bật hét thì công tắc đóng như thế nào? Khi bật theo thì công tắc đóng như thế nào? Khi bật nấc 2 thì công tắc đóng như thế nào? Khi bật nấc flat thì công tắc nó đóng như thế nào? Đây là ví trong trường hợp này là tôi ví dụ cho anh em với cái công tắc tổ hợp của đèn này. Đây tương tự ở các cái chế độ hét mà chúng ta bật 2, bật ở chế độ đèn pha thì anh em có thể xem kỹ hơn. Nha, tôi đã để rất chi tiết, mô phỏng rất chi tiết. Và tương tự khi chúng ta bật nấc flat thì dòng điện nó chạy như thế nào, các bạn cứ nhìn phân tích theo cái mũi tên, chiều mũi tên đây. Đó, nó đi ra đây các cái chiều mũi tên dòng điện nó đi ra. Đó. Đấy, trong trường hợp này cũng tương tự như vậy, hiểu các cái sự vận hành của các cái cơ cấu điều khiển, trong trường hợp này là cơ cấu điều khiển này là sự vận hành của các công tắc này nó như thế nào. Đây, đó là các cái mạch điện thông thường, mạch điện của điện thân xe thông thường. Thế nhưng mà còn các cái sơ đồ mạch điện của cái hệ thống điều khiển điện tử, các cái ECU, thì chúng ta quan tâm đến các yếu tố sau. Thứ nhất là chúng ta quan tâm đến nguồn cấp cho các hộp ECU, gồm các cái nguồn âm này, nguồn mát cấp cho hộp này, nguồn dương cấp cho hộp này. Đó, là các cái nguồn cấp cho hộp. Chúng ta thường có lửa thường trực này, lửa công tắc này. Thằng này cũng là lửa công tắc luôn. Lửa thường trực, sorry anh em, BATT này, battery, lửa thường trực. Rồi các tín hiệu đầu vào là các cảm biến, các công tắc, hay là các tín hiệu đầu ra là các cơ cấu chấp hành. Đây, các tín hiệu đầu vào này, cảm biến nhiệt độ nước này, cảm biến nhiệt độ khí xả đây, các tín hiệu gửi về hộp ECU, cảm biến nhiệt độ nhiên liệu đây. Đây, cảm biến lambda, cảm biến oxy đây, là các cái cảm biến gửi về hộp ECU đây. Đó. Các cái cơ cấu chấp hành, các đầu ra, các cái thiết bị đầu ra của cơ cấu chấp hành của hộp ECU điều khiển nữa, ví dụ như là bơm nhiên liệu này, relay điều khiển bơm này này. Đó, các cái van điều khiển áp suất nhiên liệu này này. Các cái van EGR này là các cơ cấu chấp hành này, là hộp ECU nó sẽ điều khiển ra. Và bài tập của chúng ta là chúng ta tìm nguồn cấp cho cái hộp điều khiển này. Đâu chúng ta nhìn xem là đâu là nguồn cấp. Các bạn có thể dừng video lại để chúng ta xem cái nguồn cấp nhé. Đây. Nguồn cấp ở đây ở đâu? Nguồn cấp ở đây đâu ạ? Đó. Là chân số mấy? Chúng ta có thể dừng lại để chúng ta nhìn, chúng ta xem thử xem, chúng ta phân tích xem nguồn cấp là chân số mấy nhé. Đây, sau khi chúng ta phân tích được cái sơ đồ mạch điện rồi, phân tích được dòng điện chạy trong mạch rồi, thì có một phần bổ trợ cho anh em, phần khá là quan trọng. Và nếu như có cái phần này nữa thì anh em làm nó sẽ rất là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tùy từng tài liệu, có những tài liệu đen trắng, có những tài liệu bằng giấy, file PDF thì chúng ta không có cái phần này. Đó là chúng ta nhận biết được các cái vị trí của các chi tiết trong sơ đồ mạch điện ở trên xe. Có nghĩa là chúng ta thấy là cái rắc đấy nó hình dạng, nó ký hiệu như vậy đó, thì ở trên xe nó nằm ở chỗ nào trên xe. Cái motor đó nó mạch điện nó như vậy đó, nhưng mà bây giờ nó nằm ở chỗ nào trên xe. Con cảm biến nó như vậy đó, nhưng bây giờ nó nằm ở chỗ nào trên xe.
thì chúng ta thấy rằng là một số sơ đồ, một số cái phần mềm nó có hỗ trợ cho anh em, chúng ta thấy rằng là các cái nhận ra, lấy được các hình ảnh nó nằm ở vị trí trên xe luôn, chỗ nào trên xe luôn. Đây, ví dụ các cái rác nối ở chỗ nào trên xe luôn. Đó, đây, ví dụ như rác AD2 ở chỗ nào trên xe, chúng ta có thể phóng lớn lên này. Rác AC1 ở chỗ nào này, chúng ta có thể phóng lớn lên. Và khi nó có những cái tài liệu này hỗ trợ cho anh em thì chúng ta sẽ làm rất là nhanh, rất là hiệu quả. Đây, như xe mẹt đây, một số cái vị trí nó chỉ cho anh em cái rắc nối đó nó ở chỗ nào trên xe, chúng nó chỉ ra luôn, chúng ta đỡ phải mò. Nhưng mà một số cái tài liệu thì nó không có hướng dẫn cái vị trí đâu anh em nhá, lúc đấy buộc chúng ta phải mò thôi. Vâng, như vậy là đã hết. Như vậy là tất cả kiến thức của cái bài video này nó đã chỉ có như vậy thôi. Nó tổng quan lại thì nó gồm có 3 phần: phần đọc hiểu ý nghĩa các cái chi tiết bộ phận trong sơ đồ mạch điện, thì nó gồm có 6 phần, đó là hiểu ý nghĩa của các biểu tượng trong sơ đồ mạch điện, ký hiệu các thuật ngữ viết tắt trong sơ đồ mạch điện, tên các bộ phận bằng tiếng Anh hay là ký hiệu hay là bằng các ký hiệu đấy, hoặc là chúng ta hiểu được màu dây dẫn, chúng ta hiểu được mã rắc nối, thứ tự chân trong rắc nối và ý nghĩa các rắc nối, và chúng ta hiểu được chú thích trong các sơ đồ mạch điện. Phần thứ hai là chúng ta phân tích dòng điện chạy trong mạch đó thì nó tuân theo cái quy ước chiều dòng điện, quy ước là chạy từ dương về âm, và chúng ta cần phải hiểu sự vận hành của các cơ cấu điều khiển, phân tích các dòng điện chạy trong mạch tại các chế độ điều khiển đó. Và phần thứ ba là chúng ta nhận biết được vị trí của các chi tiết trong sơ đồ mạch điện ở trên xe. Nếu mà phần thứ ba chúng ta lấy được, có một số tài liệu nó lấy được hỗ trợ cho anh em chúng ta thì rất là tốt, còn nếu không chúng ta buộc phải mò. Rồi, xin chào anh em, xin chúc anh em sử dụng tốt hiệu quả cái sơ đồ mạch điện và trong việc công việc sửa chữa ô tô thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.